Ơi, chán thế. Thằng bác hàng xóm bảo đi lên tỉnh làm ăn ngon lắm cơ mà. Sao mình tìm mãi chẳng có việc gì ngon nhỉ? Chẳng nhẽ cái tỉnh rộng thế này không có việc gì nhàn hạ mà công cao dành cho mình hay sao? Biết thế chẳng lên đây nữa, ở nhà ngủ cho sướng. Này, anh núi, tôi thấy làng mình lắm người trên tỉnh về có vẻ khấm khá hơn đấy. Người thì xây được nhà, người thì mua sắm được nhiều đồ đẹp với quà bánh cho con. Anh thử lên đó một chuyến xem sao. Cái nhà anh núi, mặt thì rõ sáng sủa mà nghèo gần nhất cái làng này. Suốt ngày quanh quẩn với mấy con trâu thì bao giờ mới khá lên được? Không được, mình lên tỉnh để làm giàu mà, không thể về làng ngay được. Về làng người ta nhìn thấy lại mỉa mai cho thì nhục lắm. Nhưng mà mang đi 3 đồng rưỡi mà mới có mấy ngày mình đã tiêu hết 3 đồng rồi, còn 5 hào biết sống thế nào đây? Cứ lều hều thế này mãi thì toi mất. Ông trời ơi, sao ông bất công với con quá. Xem tiền vận hậu vận à? Mình còn đúng 5 hào hay là thử xem một quẻ, xem sau này cái đời mình có khá hơn không? Mà thôi, đưa cho thầy bói hết thì mai ăn cám à. Nhưng mà mình chưa xem bói bao giờ, mất có 5 hào mà biết được cả hậu vận sau này thì cũng đáng đấy chứ. Thôi thì triển luôn. Chào thầy. Chào anh. Thầy ơi, tiền vận tôi đã vất vả quá rồi, giờ thầy hãy bói cho tôi một quẻ xem hậu vận thế nào với, bao giờ thì tôi giàu được. Chúc mừng anh. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sao lại chúc mừng tôi? Tôi nhìn anh có tướng lắm, mặt to, mũi nở, nhân trung sáng, không là bậc vĩ nhân thì cũng là người giàu có khá giả. Điêu, ông nói thế nào ấy chứ, tôi nghèo chết đi được đây này. Thì đúng rồi, tiền vận của anh nhiều trắc trở vì cái khóe môi anh hướng xuống. Nhưng mà yên tâm, đấy là chưa gặp thời gặp vận thôi, chứ tôi chắc chắn hậu vận anh cực kỳ tốt đấy. Thật thế sao? Này, tôi thấy vui vui rồi đấy. Thế giờ tôi phải làm gì để phất lên? Anh chẳng cần làm gì hết, số anh có quý nhân phù trợ đấy. Đấy là bà cô tổ 3 đời bên đằng ngoại nhà anh. Anh chỉ cần ngồi một chỗ, bà cô tổ đấy sẽ tự mang đến sự may mắn sung túc cho anh. Mà tôi nhìn kỹ, anh còn là người sống rất thọ nữa, khéo phải ngót 100 tuổi đấy. Ui thật à? Thật, tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu anh không sống đến 100 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi. Giời, ông chắc chắn thế thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy là tôi sắp trở thành người giàu có rồi sao? Đã giàu có lại còn sống thọ nữa. Không ngờ tôi lại có được cái ngày mơ ước ấy. Cảm ơn ông. Không có gì, giờ anh cứ về nhà chờ đợi đi, quý nhân sẽ đến sớm thôi. Nếu mấy nữa giàu thì mình sẽ làm gì nhỉ? À, mình sẽ xây một cái nhà thật to, thật đẹp, sau đó thuê người làm về. Mình sẽ tuyển chọn những đầu bếp đỉnh cao nhất để nấu cho mình những món ăn thượng hạng. Bàn ăn là phải dát vàng, bát đũa dát bạc đi. À, còn phải thuê riêng một người đút cơm cho mình ăn nữa, một người hát cho mình nghe để mình dễ ngủ. Mà sao quý nhân mãi không đến nhỉ? Sắp quá nửa ngày rồi, đói quá. Quý nhân làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Ơi, đói quá, phải đi tìm cái gì ăn đã. Mà thôi, mình mà đi, nhỡ đúng lúc quý nhân đến không thấy mình thì sao? Này, anh gì ơi? Ôi, quý nhân. Chào bà. Có chuyện gì thế ạ? À, chả là tôi thấy anh nằm đây vất vưởng mấy hôm nay rồi. Anh đang rảnh lắm mà. Rảnh là rảnh thế nào?
Tôi đầy việc cần làm, bận muốn chết đây này. À, tưởng rảnh thì tôi nhờ anh một việc. Việc này có tiền nhá, tiền công hậu hĩnh. Việc gì? À, chồng tôi hai hôm nay ốm không đi làm được, nên muốn nhờ anh thế chân để chồng tôi không mất việc. Công việc chỉ là đốn gỗ thôi, không có gì phức tạp cả. Anh khỏe mạnh thế này thì phải kiếm được ngót 5 đồng chứ chẳng ít đâu. 5 đồng một ngày á? 5 đồng tôi ăn lót dạ còn chẳng bỏ. Thôi, phiền bà đi tìm người khác cho, tôi chịu. Thế thôi vậy. Ôi, biết ngay mà. Nói đến ăn là bụng réo ầm cả lên. Còn lạy bà cô tổ, còn lạy quý nhân hãy đến sớm đi ạ. À, anh gì ơi? Giật cả mình. Lại gì nữa thế? Này, anh có đang rảnh không? Kéo cùng tôi xe lúa này đến cuối chợ. Lúa này của nhà giàu đấy. Tiền công là 2 đồng một lượt. Tôi với anh cùng nhau kéo mấy lượt rồi chia nhau tiền, được không? Không, tôi đang bận lắm. Anh bận gì đâu chứ? Nhìn anh đang thảnh thơi lắm. Thôi, kéo cùng tôi đi, còn có tiền mà ăn. Này, ông nhìn tướng tôi bần lắm hay sao mà nghĩ tôi thiếu tiền ăn? Tôi đầy tiền, tôi đang chờ người mang đến. Trông nhếch nhác người ta thương lại còn sĩ. Quá, chết mất tôi. Phải kiếm gì ăn tạm đã, chứ không hẹo trước khi quý nhân đến mất. Lão thầy bói đâu rồi nhỉ? Mấy ngày rồi mà chẳng thấy quý nhân nào đến. Chẳng nhẽ lão lừa mình? Lão mà không giải thích cho rõ ngọn ngành á, thì mình phải đòi lại tiền và vả vào mồm lão một cái cho bõ tức. Ôi đây rồi, chào bác lái đò. Bác ơi, tôi đói quá, đói sắp chết rồi. Có gì cho tôi ăn với? Em chào anh Núi ạ. Cậu Núi đây à? Tôi còn nắm cơm sáng ăn giờ, cậu không chê thì đây. Ôi, sống rồi. Này, mấy nay anh đi đâu thế? Tôi không thấy anh làm việc cho nhà ông bá nữa. Tôi xin ông ấy nghỉ phép vài hôm bác ạ. Cái chính là tôi muốn lên tỉnh tìm việc làm, mà số tôi nó long đong lận đận, việc chẳng thấy đâu, chỉ thấy tốn một mớ tiền, lại còn bị lão thầy bói dởm lừa nữa. Ôi, anh bị lừa ấy ạ? Có chuyện gì vậy anh? Chuyện là... đấy, buồn lắm, quý nhân với chả quý nhiếc. Vậy mấy hôm vừa rồi có ai đến tìm anh không? Có mấy người đến thuê anh kéo lúa, đi đốn gỗ, với lại làm mấy việc linh tinh ấy mà. Tiền công cũng cao phết đấy nhá, cao gấp đôi bình thường cơ. Nhưng mà anh từ chối hết vì còn bận chờ quý nhân. Anh Núi này, quý nhân là ai? Hình hài mặt mũi ra sao mà anh cứ chờ mãi thế? Tôi cũng không biết. Chỉ biết là bà cô tổ gì đó ba đời của nhà tôi thôi. Anh ơi, em nghĩ những người mang công việc đến cho anh, họ chính là quý nhân của anh đấy. Họ không trực tiếp đem lại tiền bạc cho anh, và cũng không ai có thể làm được việc đó ngoài anh. Họ chỉ mang cho anh những cơ hội. Nếu anh biết chớp lấy nó, dùng sức lao động của mình để thay đổi hoàn cảnh, thì anh sẽ tự thay đổi được số phận của mình. Trên đời này làm gì có ai ngồi một chỗ mà tự nhiên giàu có sung túc đâu. Nhỉ, cũng đúng. Quý nhân là ai ông thầy bói không biết, anh cũng không biết, thì chờ đến bao giờ? Thế mà anh không nghĩ ra. Trên đời này không có quý nhân nào tự nhiên đem tiền đến cho mình đâu anh Núi ơi. Chỉ có lao động chăm chỉ mới mong được đổi đời.
Mình cũng chính là quý nhân của cuộc đời mình đấy anh ạ. Vâng, giờ thì tôi hiểu rồi bác ạ. Tôi đúng là ngốc mà, toàn mong chờ mấy thứ viển vông. Đúng là chỉ có bản thân mình mới là quý nhân của cuộc đời mình. Kiếp, hôm nay ỏi thế nhỉ, nóng vã cả mồ hôi. Mùa hè mà lại, mấy nữa còn nóng hơn cơ, nay mới đầu tháng. Ây da, đau hết cả người rồi. Mà cá cái mảnh ruộng to tổ bố thế này, làm đến bao giờ mới xong, lại còn phải chăn bò nữa. Ruộng của ta to gấp đôi ruộng của ngươi đấy, mà ngươi kêu ca ít thôi, càng kêu càng mệt. Ây, đúng là cái đời ở đợ, suốt ngày giục và đi con bò, làm việc thì như trâu như chó ấy. Mà này, ngươi vừa giúp việc cho phú ông, vừa phải chăm lo cho vợ con, ngươi không thấy mệt à? Có chứ, mệt thì mệt, nhưng mà vui. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ đang nấu cơm, con đang bập bẹ gọi cha là mọi mệt mỏi, ấm ức đều tan biến. Ôi dào ơi, chân đời mới thấy một người như người đấy. Bạn của ta, đứa nào lấy vợ rồi cũng kêu như vạc. Bảo biết thế sống một mình cho lành. Lấy vợ vui mà. Mà này, cái thằng tèo dẻo mỏ bạn thân ngươi mới lấy vợ ấy, giờ nó sống thế nào? Nghe nói toang rồi à? Ơi, chưa toang, nhưng mà hai vợ chồng tẩn nhau suốt ngày. Vợ thì kêu chồng lười, chồng thì bảo vợ bẩn thỉu. Thế á, lúc nó tán vợ nó, mồm nó dẻo như kẹo kéo ấy, tỏ tình phát, vợ nó gật luôn. Thằng đấy kế ra cũng tài. Công nhận là nó có tài, nghe là muốn xỉu luôn. Để ta kể cho ngươi nghe nhá. Sen, em lấy anh nhá. Anh sẽ làm tất cả để cho em có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Đời anh thà đi ăn xin, đi phụ hồ, chứ không bao giờ phụ em. Ôi, xúc động quá, em đồng ý. Cảm ơn tình yêu của anh, em sẽ là đóa hoa sen thơm ngát của cuộc đời anh. Nỡ mà. Này, anh không phụ tôi việc gì thật đấy à? Đúng vậy, đời anh thà đi ăn xin, đi phụ hồ, chứ không bao giờ phụ em. Ôi giời ơi, tôi điên mất thôi. Đấy, bãi bính của con anh đấy, ngửi đi cho tỉnh. Cô dở à, quần áo bốc mùi sao lại vứt lên mặt tôi? Đúng là cái đồ bẩn thỉu. Thế sao cái lúc anh yêu tôi, anh bảo tôi là đóa hoa sen thơm ngát? Ngát cái đầu cô ấy, ngạt thì có. Ôi buồn cười chết mất. Thằng Tèo đúng là chỉ được cái mồm mép, còn sống lỗi quá. Lỗi gì? Lỗi là do vợ nó ấy. Chồng đi làm về còn bắt chồng rửa đít cho con. Ồ, rửa đít thì có gì mà ngại, rửa đít cho con còn sướng hơn đi làm đồng đây này. Tao ơi, ta thì làm gì cũng mệt hết, ta lười lắm. Mà nếu có lấy vợ, ta cũng phải lấy được vợ giàu, có kẻ hầu người hạ, thế mới sướng chứ. Ôi già ơi, ngươi chỉ có mà mơ hão, mỡ đấy mà húp, phải tự thân vận động chứ. Ước gì có một nhà từ thiện nào đó thấy ta đẹp trai, thật thà, rồi nhận ta làm con nuôi nhỉ. Hoặc không thì ông ấy sẽ cho ta một đống vàng. Thôi tỉnh đi, xuống cuốc ruộng tiếp rồi còn chăn bò. Thôi đang nắng, ta ngủ trưa tí đã. Ngươi lười quá đấy, đến chiều mà không cuốc hết ruộng thì lại ăn phạt. Ngươi cứ lo cái thân ngươi đi, phú ông nhà ngươi còn ác hơn cụ Lý. Trong thời gian làm việc cho nhà ta, ta thấy ngươi rất thật thà, nhìn cũng sáng sủa. Ta sẽ thưởng cho ngươi một con bò giống, nó rất quý đấy nhá, không phải ai cũng được sở hữu đâu. Ôi, dạ, con đội ơn quan lớn ạ. Ngươi nghỉ việc ở nhà ta rồi thì về nhà cố gắng đi khai hoang, gieo hạt, nuôi bò. Nếu chăm chỉ làm lụng thì chẳng mấy lại trở nên khá giả. Ui, dạ, con hứa với quan, con sẽ chăm chỉ làm lụng ạ. Ôi, người sướng thế, câu được ước thấy nhá. Có con bò này mà biết chăm chỉ làm ăn thì được ối tiền đấy. Người già ơi, cái ông quan huyện này đúng là kẹt xỉn. Đã mất công cho thì cho hẳn người ta vài lượng vàng đi, bày đặt cho con bò quẻn, ta chẳng thích. Ơ, ngươi điên à? Quan cho ngươi con bò là ý muốn cho ngươi cái cần câu cơm đấy chứ,
chứ cho tiền cho vàng mà ngươi xõa thẳng tay thì chỉ 3 bữa là hết. Ôi dào ơi, thì mục đích cuối cùng vẫn là kiếm được tiền để sống, chứ có mài bò ra sống được đâu. Ôi, ta chịu ngươi đấy, nhà ta mong có giống bò này còn chẳng được. Thôi, ta về đây. Ôi, làm thì làm. Nào, ta cho ngươi đi lên đồng ăn cỏ. Mà này, ăn nhiều nhiều vào, chứ tối mà đói là ta kệ người đấy. Ôi, đã tối rồi cơ à. Ôi, đói bụng quá. Ui tôi chết, nhà hết gạo, tính đi xin cơm từ thiện mà mình ngủ quên mất. Ây da, toi rồi. Nhà hết gạo ăn rồi, sang nhà thằng nô xin bát cơm vậy. Nào, bỏ đi thôi. Bao giờ mày mới lớn, mới đẻ con hả bò? Nuôi mày tốn công quá, chẳng nhẽ bán quách mày đi. Ô, ngươi không cuốc ruộng mà trồng ngô đi, đang vào mùa rồi. Ta cuốc được tí rồi, đang nghỉ thôi, đang tính cách để làm giàu nhanh hơn đấy. Mà này, nửa tháng rồi sao ta nhìn thấy bò nhà ngươi vẫn gầy thế? Ngươi có cắt cỏ về nhà cho nó ăn không đấy? Không, nó gặm cỏ trên đồng là đủ rồi. Ôi, con bò quý thế này, ngươi phải chăm mạnh tay vào. Mấy nữa nó đẻ ra mấy con nghé con thì tha hồ bán lấy tiền. Bò đang được giá đấy. Chẳng biết lời lãi thế nào, nhưng vì nó mà ta không ngủ thoải mái được, lúc nào cũng phải trông. Ta bó tay với ngươi. Mà nay nhà ta cũng hết cơm rồi, không có gì cho ngươi ăn đâu, đừng sang nhá. Lại một ngày đói nữa. Cứ cuốc đất trồng ngô nuôi bò thì chết đói mất, phải bán bò lấy tiền ăn thôi. Mình quá là thông minh đi. Bán bò đi, vừa mua được 2 con dê, lại vừa được một bữa ăn ngon. Nuôi dê nhanh lớn hơn nuôi bò, chẳng mấy chốc mà mình có 1 đàn dê. Nghĩ đến cái bữa cơm thịnh soạn hôm trước sao mà thèm quá. Ước gì ngày nào mình cũng được ăn như thế nhỉ. Đợi dê đẻ không biết đến bao giờ. Hay là... nghĩ ra cách rồi. Bán dê mua gà đúng là sáng suốt. Gà đẻ trứng sòn sòn, có thể ăn được luôn. Không ăn hết thì mình đem bán. Xem nào, bắt 1 con thịt ăn cho bỏ cái lúc thiếu thốn mới được. Ôi, thịt gà đúng là ngon. Ăn xong rồi, mình đi ngủ cái nhỉ. Các cụ bảo căng ra bụng trùng ra mắt, cấm có sai. Xem nào, còn lại 8 con gà, nuôi mãi chưa thấy con nào đẻ trứng. Thôi cố gắng chờ vài hôm nữa vậy, chứ giờ bán đi cũng chẳng biết mùa gì. Ơi, đói quá. Thôi thì lại thịt 1 con gà vậy. Còn 7 con, mình thề sẽ không ăn thêm con nào nữa. Nay thịt con gà này thì mình còn lại mỗi 1 con gà. 1 con thì làm giàu gì chứ. Thôi, cho cả 2 chú lên thiên đường cho có bạn có bè. Đời mấy khi được sướng đâu, cứ hưởng thụ cái đã. Hầu ơi, quan đến thăm nhà ngươi này. Con chào quan ạ. Con bò giống ta mua cho ngươi ở đâu rồi? Dạo này nhà ngươi làm ăn thế nào? Con bò. Con bò làm sao? Đâu rồi? Bò đây ạ. Hả? Con bò, người bán nó đi lấy hết tiền mua đồ ăn rồi hả? Không phải ạ. Con thấy bò lâu lớn mà chăm cực quá nên con bán đi mua 2 con dê. Ai ngờ chăm dê còn cực hơn. Thế là con quyết định bán dê đi mua 1 đàn gà. Gà vừa dễ chăm vừa nhanh đẻ trứng ạ. Nhưng mà... Nhưng sao? Dạ th-
Thời buổi làm ăn khó khăn quá, con không làm ra tiền nên phải ăn tạm gà để sống qua ngày ạ. Xin quan xem xét giúp đỡ con để cái đời con nó bớt khổ ạ. Hóa ra người cũng chỉ là cái đồ lười biếng, ham chơi. Người không chịu khó chăn nuôi, gieo trồng, tăng gia sản xuất, mà chỉ ngồi chầu trực cái ăn rồi mang bán đi thứ quý giá nhất nhà. Ngữ không biết tính toán như người, xứng đáng nghèo hèn suốt đời. Lính đâu, lôi tên này ra đánh 20 hẻo cho ta vì tội lười biếng. Dạ vâng ạ. Dạ, thôi ạ, xin quan tha cho con, đừng bắt tôi ạ. Quan, xin quan tha cho con. Cái tên lười kia, ngươi làm không làm, lại ngồi để ngủ à? Có muốn ăn giói không hả? Cụ Lý ạ, thế mà làm con giật cả mình. Sợ quá. Sợ cái gì? Ngươi nhìn thằng nô nhà phú ông kia, nó chăm chỉ cân cù như thế, con ngươi thì hở ra cái là trốn việc. Tháng này ta trừ 2 đồng tiền công cảnh cáo, còn lần sau nữa là tật đuổi việc. Ôi dạ cụ ơi, cụ chăm trước cho con làm ngay đi ạ. Không nói nhiều, xuống làm việc mau lên. Dạ. Ôi, giấc mơ sợ quá. May mà không có ông quan nào cho mình con bò. Thôi, từ giờ quyết tâm chăm chỉ làm việc, có làm thì mới có ăn, không thì chỉ có ăn gậy thôi. Mình ho nhiều thế này, để tôi đi tìm thầy lang tới chữa cho mình nhá. Thôi, không cần đâu. Tôi chỉ cần uống nốt chỗ thuốc sắc hôm bữa là khỏe rồi. Vậy để tôi ra ngoài chợ mua ít thịt về nấu canh cho mình nhá. Ốm thế này phải ăn thịt mới nhanh khỏe mình ạ. Dạ, chào ông Mão. Ông mới đi đồng về đấy ạ. Cô Hợi đấy à? Bữa nay nhà có dỗ hay sao mà lại mua thịt thế này? Dạ không có ạ. Chồng tôi ốm nên tôi chạy ù ra chợ mua ít thịt về nấu cháo ấy mà. Nhìn thế thôi mà thịt mỡ không ấy. Thôi, tôi xin phép về trước đây ạ. Lại còn ăn thịt cơ đấy. Làm sao qua được mắt của ta chứ? Ôi chào anh Hợi, tôi nghe tin anh ốm đấy à? Mình đoán không sai mà, kiểu gì cũng mò tới. Nghe tin anh ốm, hàng xóm láng giềng với nhau, nên tôi sang hỏi thăm chút đấy mà. Vâng, cảm ơn ông, tôi cũng đỡ nhiều rồi. Tôi là tôi thấy anh còn ho lắm đấy, phải giữ gìn sức khỏe, nghe chưa? Sao lão ấy vẫn chưa về nhỉ? Đấy, tôi nhanh trí nên rào quanh bờ ruộng. Chứ nếu không á, bọn chuột lại sơi tái hết đám lúa của tôi rồi ấy chứ. Ông Mão này, ông vẫn chưa hết chuyện à? Kìa mình, tôi với ông ấy đang nói chuyện mà. Nhưng canh đã chín rồi, mình nên ăn cho nóng, cho nhanh khỏe nữa chứ. Đói thì dọn cơm lên đây. Mấy khi ông Mão tới nhà mình, gọi là một bữa cơm mời khách. Nhà tôi không có sơn hào hải vị gì cho cam, ông đừng chê nhớ. Ôi dào, anh cứ khách sáo. Hàng xóm láng giềng với nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, anh ngại gì chứ. Vậy mình dọn cơm lên đãi khách đi. Tôi hiểu rồi. Rõ ràng là cố tình tìm cớ để kiếm bữa ăn ở nhà mình đấy mà. Chồng mình bị ốm, mình mới mua ít thịt về tẩm bổ. Giờ mà dọn lên, kiểu gì cũng bị ăn hết thịt cho mà xem. À, chị đây rồi. Nhà em mới dỡ buồng chuối. Cha em bảo mang biếu anh chị một nải để tẩm bổ ạ. Cảm ơn cha con em nhé. Ủa, chị có chuyện gì mà cau có vậy? Hay anh chị lại cãi nhau à? Đâu, chẳng là anh bị ốm, chị ra chợ mua ít thịt về nấu canh tẩm bổ cho anh. Vậy mà ông Mão cố tình sang chơi, hòng ăn trực ấy. Mà em biết tính ông Mão ấy rồi đấy, kiểu gì khi ăn cũng vớt hết thịt ăn cho mà xem. Vậy à? Em có cách này trừng trị tật tham ăn của ông Mão luôn. Cách gì vậy? Nói cho chị nghe đi.
chị cứ làm thế này nhá. Rồi thế này nhá. Được. Bát kia nhất định là có nhiều thịt hơn rồi. Thịt nổi đầy lên trên cả rau thế kia cơ mà. Mình nhất định phải lấy bát đó. Dạ, mời mình, mời ông Mão ạ. Ôi, chị Hợi thật là chu đáo quá đi. Lại còn múc sẵn canh thế này. Tôi không khách sáo đâu, tôi xin nhá. Dạ, bát này của mình. Còn bát này là của tôi. Mời mình, mời ông Mão ạ. Nhìn là biết bát của mình ngon nhất. May mà mình nhanh tay lấy trước. Ủa, sao lại thế này? Ơ kìa ông, ông ăn canh đi ạ. Canh này chị ho tốt lắm đấy. Được, được rồi. Thì ra là mụ ta chơi chiêu với mình. Dám để đầy thịt dưới lớp rau đó à? Cứ chờ đấy, có ngày ta trả thù. May mà có Hồng Xiêm nghĩ ra cách trị tật tham ăn của ông Mão hay như vậy. Đáng đời. Nghe nói ở đình sắp bắn pháo hoa rồi. Chúng mình cùng đi đến đó đi. Ừ, đi thôi. Mẹ, mua châm cải đi mẹ. Không được, đường còn xa lắm. Chúng ta phải dành tiền cho việc khác. Xin lỗi bà, chúng tôi không mua đâu. Ôi, đẹp quá. Ừ, đẹp thật đấy. Hồng Xiêm, nhìn kìa, cô bé kia hình như tính ăn trộm chiếc châm cài đấy. Tối qua tớ trông thấy cô bé đã đòi mẹ mua mà không được. Có khi nào con bé tính ăn cắp chiếc châm cài kia không? Không được rồi, cậu nhanh nghĩ cách gì ngăn chặn việc này đi. À, tớ có cách rồi. Các con mua gì? Ở đây cái gì cũng có, vừa rẻ vừa đẹp. Cái châm này đẹp quá. Cái này bà bán bao nhiêu tiền đấy ạ? Chỉ 2 đồng. 2 đồng thôi, mua giúp tôi đi. Con sẽ làm cho bà xem một trò ảo thuật rất vi diệu. Con sẽ biến chiếc châm cài trong túi con dịch chuyển qua túi của người khác. Bé thế này mà cũng biết làm ảo thuật cơ à? Được, nếu hay tôi sẽ tặng thêm một chiếc châm làm phần thưởng. Bà xem thử trong túi áo của bạn này, xem châm của con có ở trong đó không. Đây rồi, chiếc châm có thật ở đây này. Hay quá, hay lắm. Thế vẫn chưa là gì đâu ạ. Con còn có thể biến từ 1 chiếc châm thành 2 chiếc châm nữa cơ. Đây là chiếc châm thứ 2. Thật ra bọn con chỉ đang đùa thôi ạ. 2 chiếc châm đều là của bà. Bọn con đã lấy nó trước rồi, mới làm những trò ảo thuật đó. Bọn con xin lấy lại 1 chiếc. Còn chiếc còn lại, con xin trả bà. Ây da, bọn quỷ tụi mày. Cầm lấy, rồi mau đi đi, cho tôi còn bán hàng. Tại sao các cậu lại chạy theo tôi? Vậy tại sao bạn lại bỏ chạy? Tôi sợ. Tôi chỉ muốn có chiếc châm cho mẹ. Mẹ tôi đã phải vất vả rất nhiều. Mùa xuân ai cũng có đồ mới, được ăn ngon. Nhưng mẹ con tôi thì... Cậu không nên làm vậy đâu. Ăn cắp là rất xấu. Mẹ cậu sẽ không vui khi cậu làm như vậy. Dù là vậy, cậu cũng không được ăn cắp. Ăn cắp như vậy xấu lắm. Mẹ cậu chắc chắn cũng không thích đâu. Tôi thật lòng muốn mẹ tôi có chiếc châm đẹp vào ngày Tết. Nhưng tôi không có đủ tiền. Mẹ cậu chỉ đẹp khi có đứa con gái ngoan, nên cậu đừng làm vậy nữa. Vật chất chỉ làm đẹp bên ngoài, làm điều hay mới là thứ làm đẹp bên trong. Chị Lý, tôi
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Cảm ơn các bạn đã không nói cho bà chủ biết. Nếu không, mẹ tôi mà biết sẽ rất đau lòng. Đây là chiếc châm cài mà bọn tớ đã mua. Bọn tớ muốn tặng cho mẹ cậu. Cậu không được ăn cắp nữa nhé. Thật à? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi sẽ không ăn cắp nữa đâu. Điều đó thật là đáng xấu hổ. Mẹ, mẹ ơi, con có quà tặng mẹ này. Chiếc châm này ở đâu ra? Là những người bạn mới của con đã giúp con mua tặng mẹ đấy. Cảm ơn con và cả những người bạn của con nữa. Chiếc châm thật là đẹp. Này, con hãy đem những trái xoài chín này cho những người bạn của con đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đây là quà của mẹ mình đấy. Wow, xoài thơm quá. Đò đây, ai đi đò không? Tạm biệt các bạn.